Okay, ready? Yeah. 1, 2, and 3. Ooh, nice. 1 and 2. Alrighty. Thank you. Can I grab you guys any hot sauce or steak sauce or anything? No, we're okay. We're okay. Do we need more silver? Are we okay? Yeah, we have enough. Okay. I will be back. Thank you. What the hell is this? What the hell is this? Cái món này kêu là gì ta? Này nãy nói gì? Cũng là T-bone hay không? Không là hả? T-bone. T-bone. Nhưng mà smoke hả? Smoke. Không phải riêng mà, nhưng mà thịt cũng riêng ra. Mà làm cái khó khó nha. Hàng chi đồ mới kiểu này kiểu này. Cái này là tên mình với tôm. Cá gì ta? Sao mình cá gì? Cá liên tiếng Anh là gì ta? Tiếng gì là cá gì? Cá hồng hả? Sao mình là cái gì? Ý à, mình là xe mình nhé. Nó xe mình tiếng Việt là cái gì? Cá hồi. Cá hồi đúng rồi, cá hồi. Cá hồi sốt là ngon ha. Này thấy hấp dẫn quá trời luôn. Tôm có nấm nữa. Rồi, ăn thôi. Bye bye. Cái món này tiếng Anh kêu là gì? Hả? Món này tiếng Anh kêu là gì? Baked potato soup. Baked? Baked. Biết baked không? Baked. Baked là giống baked cookie á. Baked. Baked potato và soup đó. Baked potato soup. Soup qua lăng tay, thấy không?